Chị đây là chỗ suối vàng. Hồi xưa mà ngài Chủ Đa đến đây để tu hành 4 năm trên đây. Vậy đó hả? Chủ Đa ở tại suối vàng là ngài Chủ Đa thấy rất mặn xà lậu ngang suối đó. Vậy đó. Con nào cũng lấy con có thể tu nó bự cái mâm ngài dân ngài thấy quá luôn. Chứ đơn giản không? Còn có trong giả mà lơ ngài có nói. Suối vàng có rất mặn xà lậu lội qua. Hay vậy đó. Dạ. Rồi để bảy đi đi không? Mấy đoàn chúng ta đi quý vị ơi, quý vị ơi, quá đẹp quý vị ơi. Suối vàng núi Tà Lơn quá chị kẹp luôn quý vị ơi, rất là lạ luôn. Đó, bảy nè, không có con tá đó kìa. Rồi nó lớn dần, lúc cũng phía bên có hai tầng bậc đó, hai tầng bậc đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có đẹp đúng không? Đó là chúng ta là tốt hơn. Chúng ta lại có nó quá đẹp luôn nghe quý vị ơi.